Đúng chỉ là đồ da 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 nó ấy, da nó như da cá lóc ạ. Cá chơi là chỉ là cá cũng à cá nó là cá cá cái tao nó nhìn cái đầu giống cá rốt bể lắm. Giống đồ đồ bẹp. Đồ bẹp cá rốt bể thôi. Mà này không biết nấu ngon đâu mà. Cá rốt bể á. Cá lóc kính á. Không. Dính mẹ có loại cá lóc kính á. Ôi lóc kính á. Tất cả lông nó bỏ là dưới kia bán đen này cá nha. 10 đen. Đen à? Ơi, đen vậy không. Đen. Cá lóc kính trên vậy kính không tua nữa đâu. Lô cái này vảy như vảy cá rô phi ấy mà. Vảy à? Vâng. Thế thì đúng vảy rồi anh à. Đánh vảy đi chứ. Cá lồng kính chứ, cá lồng kính. Không có con mô tô mà cá lồng kính. Cá lồng kính rồi. Có loại to chứ bao. Rồi rồi, này tôi nói với anh nhá. Anh có thích bắt loại to không? Đây cũng có này. Đúng rồi này, con này. Vảy nó như em với anh nha. Đặc biệt cái loại cá đâu. Vảy nó mịn như vảy cá rô ạ. Cá lồng kính. Cá sống cá bóng thôi mà anh. Rồi 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 đúng rồi. Đấy. Nhìn mới nhìn giống như cá bóng. Đó là tường cá đấy chứ. Ăn mẹ. Đúng rồi, em hiểu cá bóng với nhau lại có ngại. Cá lồng kính. Tầng lông nó bảo là cá này dưới nó bán có 10.000 cân. Cá lồng kính. Không ạ. Không ạ. Đây này mua lô mua lên cho cái cầu Đông Hương này. Ngay cầu Đông Hương nhá. Thế này con cô à. Cái loại nó bây giờ mà bắt với chữ cá xe. Nó phở. Xong rồi tôi làm ăn bừng nước. Em phở. Chào cái loại tôi nhất bằng tay thôi. Còn lấy này. Đúng rồi. Đúng rồi đặt luôn. Ăn thịt cơ ra cái gì đâu mà. Cá là cái chung không ạ. Cá nó ăn như bị ấy rồi, không ăn được đâu. Ăn giấm thì nặng lắm, ăn chết đó. Làm ra hai đứa. Bác Tiến cứ khen ngon. Hỏi bác Tiến ngon, cá đấy ngon không ông? Ngon. Ngon hơn. Tăng cho hai ngày, hai nồi luôn. Lại còn biểu mai cháu lấy tiếp nha. Lại còn xin cháu thôi. Cá lồng kính mà giờ mà chịu khó mà câu rồi phải có mà cá sô. Ăn thịt nó kiểu chi. Bây giờ ăn đặc giống không như cá rô phi. Anh ơi. Cá nó sống ở cái môi trường nước là chỉ có nước bẩn không. Nước thải sinh hoạt. Sống những môi trường nước đó. Lắm sống cho bẩn mà giống cá rô phi này. Giống như cái rẻ lâu đấy chứ. Cá rô phi không sống được anh ạ. Cá rô phi chết luôn á. Nhưng mà cá nó vẫn sống tốt. Tôi nói với anh ạ, cá nó sống tốt nhưng cá rô phi không sống được không? Phi sống nước là chết luôn. Dạ đi chú ạ. Cái đồ thải. Thôi về mà rửa chia đi. Về rửa mà xếp hàng lắm mà. Nếu ai ra được chứa lắm chứa bốc gì đó. Bốc hả? Bốc ấy bốc gì đó bốc. Về đi. Đất một à. Chiều nay không có con nó chuyển đất rồi. Dạ. Họ nó lấy đất làm gì nhỉ? Rồi, phải nán đi. Chẳng lấy đất một. Lấy cái kia. Hay là ở đấy có cát và dao như hình như có cái nó cái đi. Nó. Lăn. Đây.